rủ nhau tắm biển lúc giãn cách, một người chết, một người mất tích. Đang thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, 5 người ở thành phố Phú Quốc, Kiên Giang đã rủ nhau đi tắm biển, khiến một người không qua khỏi do đuối nước, một người mất tích. Ngày 1 tháng 8, ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND phường An Thới, thành phố Phú Quốc xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ đuối nước trong lúc tắm biển. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, 5 người rủ nhau ra bãi biển Đất Đỏ, phường An Thới để tắm biển thì bị sóng cuốn khiến cả 5 người bị đuối nước. Những người dân ở gần đó đã cứu được 3 người, vớt được một thi thể nhưng đã không qua khỏi, còn một người thì vẫn đang còn mất tích. Ông Thới cũng thông tin thêm, hiện Ủy ban Nhân dân phường An Thới đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm người đang bị sóng cuốn trôi, nhưng do trời mưa, sóng to, gió lớn nên công việc tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn.